Xăng là đang chớp luôn nha. Mà giờ mình sẽ xuống đèo và mình đổ. Ok, dứt luôn. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách, đó là thử thách đi Đà Lạt với 1 triệu đồng. Xem mình sẽ làm gì với số tiền này nha. Thì đầu tiên mình sẽ đổ xăng 70. Rồi giờ mình sẽ châm xăng nha, cho nó đầy bình luôn. Thêm 40 nữa. Rồi hiện tại mình đang đổ xăng tại ngã ba Dầu Dây. Và trong chi phí 1 triệu thì mình đã đổ xăng hết. Rồi sau 2 tiếng chạy xe thì mình đã tới được đèo Bảo Lộc rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi qua đèo thôi. Xăng là đang chớp luôn nha. Và giờ mình sẽ xuống đèo và mình đổ. Ok, dứt luôn. Xin em đưa anh đứng chụp. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Rồi thì hôm nay mình sẽ đi đèo Mimosa nha. Tại vì đèo game giờ nó đóng cửa rồi nên là phải đi Mimosa. Nhưng mà Mimosa mình thấy đường nó hơi dằn. Đèo Mimosa rất là xấu luôn nha. Nên là ai chạy xe trên đèo Mimosa thì hãy cẩn thận nha. Đây là thấy rất là sốc luôn. Hello mọi người nha, hiện tại mình đã tới được quảng trường rồi. Giờ mình sẽ chụp hình thôi. Rồi vô. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Đây là chợ Đà Lạt nha mọi người. Mọi người, hiện tại mình có mặt tại Đà Lạt nha. Giờ mình sẽ đi ăn sáng là món bánh mì xíu mại. Xíu mại tại Bé Linh. Bánh mì xíu mại Bé Linh nha. Đây, giờ mình sẽ ăn bánh mì xíu mại nha. Tại cùng với anh đồng hành, ông bạn đồng hành cùng mình. Ok nha mọi người, ăn xong rồi sẽ đi uống cà phê. Ăn bánh mì xíu mại chưa đủ no nên là ghé qua bánh nước lòng gà nữa. Tại bánh nước lòng gà nha, tại quán cô Hà. Vô cái quá trời đông. Đây mình thấy bánh nước ok. Nhưng mà đường thì nó hơi chậm chứ không có đậu đỗ xe. Sau khi ăn ở bánh nước xong rồi thì mình sẽ đi cà phê Bình Minh ơi. Đây là đường xuống hầm giữ xe nha. Thì sau khi giữ xe có cái cầu thang đó mọi người thấy mình sẽ đi từ cầu thang đó lên, chứ đừng có đi ngược lên nha. Tại vì đi ngược lên thì xe nó xuống rất là đông. Bình Minh ơi. Đây là tiệm ăn. Tiệm ăn sáng. Tiệm cà phê Bình Minh ơi. Đi lên trên nữa nha mọi người, ở trên còn mấy cái cầu thang lận.
tiếp tục đi lên tầng tiếp theo. Quý khách gọi món và thanh toán tại quầy, không lấy nước phụ vô bú chính nha. Quán rất là đông luôn, nhưng mà nó giống trên mạng nha, giống trên mình thấy trên TikTok. Đây rất là đông luôn nha mọi người. À cái quán này em biết rồi, nó hot hot với mấy cái người mà nhân viên mà quay clip cho khách rồi. Ô long dâu tầm đi. Sẽ order tại quầy mọi người. Tôi check in ở tiệm cà phê Bình Minh ơi, giờ mình sẽ đi xuống nha mọi người. Mình sẽ về nhà nhận phòng và nghỉ ngơi nha mọi người. Chiều nay đoán là sẽ mưa. Đoán mưa. Chắc mưa. Ok, mà không lớn. Do mới ăn sáng xong thì mình quyết định không ăn trưa nha, về khách sạn ngủ và tối sẽ đi ăn đồ nướng ở quán Mậu Dịch. 3 hours later. Hôm nay mình sẽ ăn tại quán nướng Mậu Dịch nha mọi người. Mình cũng có ghé đây một lần rồi nhưng mà nó hết bàn. Này mình ghé lại nha. Giờ mình đang ở quán nướng Mậu Dịch nè mọi người ơi. Sắp được ăn đồ nướng rồi, lạnh quá rồi. Lên lầu luôn nha. Lên lầu các bạn nha mọi người. Ăn uống cực khổ. Ở đây thì mình có kêu dưới heo nướng và ba gọi nướng và một phần cơm chiên để ăn cho no nha. $259 cho một bữa ăn. Ok luôn. Thì hai sau khi ăn xong rồi thì hai anh em mình sẽ chạy qua xóm Lèo nha, để ngắm Đà Lạt về đêm, phố đèn lồng. Ở trên đường đi thì có một cái con dốc rất là đẹp luôn, dừng lại ngắm toàn cảnh Đà Lạt về đêm. Đằng xa xa là có mây nữa. Ôi mây kìa. Tiệm cà phê xóm Lèo. Có gì để mà mất cả, cách mà tao kiếm tiền là đem vô vượt lên trên tất cả. Con đường vô tao chọn, không có cam. Ok nha, giờ mình sẽ đi dạo một vòng bờ hồ Xuân Hương. Đà Lạt về đêm thì không khí nó rất là mát luôn. Ngày xưa mình cùng những người bạn đạp xe ở đây là đạp một vòng bờ hồ luôn. Trời ơi, vui quá là vui luôn. Rồi có năm đó mình đi thì hồ Xuân Hương nó đang nạo vét nên là nó không cũng còn không còn nước. Cũng rất là nhiều kỷ niệm. Đi chợ đêm Đà Lạt. Mà nên biết giá bán hàng đầy đủ. Một mình dám đi chợ đêm Đà Lạt luôn. Bán giá niêm yết, không kinh doanh cái loại hàng hóa. Ai mình kiểu thì sáng ngày 2 á thì mình đã có đi cà phê tại quán Top & Go, ngồi chơi chiêu, sau đó sẽ đi dạo vô đập anh Khơ nha. Ăn sáng uống cà phê xong rồi á thì giờ mình sẽ đi lên đập cái điện Anchor. Người ta gọi đó là tiền cống thứ hai tại Đà Lạt. Là đồi Cao Phú rồi, giờ mình sẽ lên trên đó thử nha. Đây đồi Cao Phú nè. Để vô đó thì sẽ quẹo đường Cao Phú. Trên đường đi thì mình có ghé vô đồi Cao Phú để check in lúc 9 giờ sáng. Giờ bắt đầu chạy lên đồi thôi, thì mình đi theo đường chùa nha, có cái cổng chùa. Rồi mọi người đi thẳng lên. Sau khi đi hết đường bê tông á thì sẽ có một cái dốc đất, lúc đó là đồi Đạo Phú á, thì mình sẽ chạy thẳng lên luôn nha, băng lên luôn. Cái này mà buổi tối đi qua mấy ngôi mộ này ghê sao á, thì tới đây có cái dốc đất rồi nè, bắt đầu chạy lên thôi, nhớ là phải tay lái chắc nha, đường này mà trời mưa thì sẽ hơi trơn á.
nó lu. Có một mình là đứng trên đây check in thôi nha. Phút sau thì sẽ có thêm hai bạn lên nữa. Yeah, mình đã chinh phục được đồi Đao Phú rồi nha. Một trong những đồi săn mây tại Đà Lạt. Nhưng mà mình đi săn chảy quá nên là hết mây rồi. Và đặc biệt là không thể nào quên Tấu Hài được. Chạy lên chạy xuống vậy á, cho đổ mồ hôi chơi. Con dốc đi xuống là cũng cắm lắm nha. Trời ơi, cũng phải kìm ga rất là nặng luôn. Tiếp tục thử thách cầm một chiếc đi Đà Lạt chơi gì. Thì tiếp theo đó thì mình sẽ đi qua đập thủy điện An Cơ 1 nha. Có một cái hồ nước xanh ngọc. Lúc đầu thì mình nghĩ là vậy á, nhưng không. Mọi người hãy xem đi. Trên chiếc quyền nợ, khai ta không chơi. Yeah. Thì cái đợt mình đi là hồi tháng 5. Mình thấy ở đây nó đang làm cái cổng hay là công trình gì nè. Sau này thì mình có nghe là nay đã chặn rồi, không cho vô đây chụp hình chết đi nữa. Trong đây á là mình có gặp được một cặp chụp hình cưới trong đây nè. Nhưng mà nay thì nó không cho vô nữa rồi. Không biết làm sao nữa. Hey yo, what's up? Tại mình đang có mặt tại đường đi vào hồ An Cơ, đập thủy điện An Cơ. Thì ở đây là được mệnh danh là tiền cốc thứ hai tại Đà Lạt. Chứ mình chạy xuống nữa thì nó sẽ vô được cái hồ. Dịch tình ở đây chụp hình check in thôi. Let's go, một địa điểm miễn phí. Thì tới Đà Lạt nha mọi người. Hơi xa thành phố một xíu nhưng mà nó rất là vui. Đường đi vào rất là chill luôn nha mọi người. Quá là đã luôn. Một cái không khí mà giờ mình ngồi đây mà mình còn nhớ lại mà. Ta hay vô đây ta chụp hình. Xuống như nào mà mình thấy được cái hồ nước xanh đó mọi người. Là tới hả? Đó mọi người nha, hiện tại mình đang có mặt tại hồ An Cơ. Một hồ đá cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây, mình chạy xe xuống tới hồ luôn. Quá dữ luôn. Đi vòng vòng chụp hình nha. Ở trên đây thì nó gào rồi, nó không cho mình xuống nữa. Nhưng mà nước chảy xuống đây để mình đi xuống đây. Mày ơi. Giờ mình đi qua đó, mình nghĩ là mình có hai con đường. Một á là mình đi lên kia mình vòng qua. Hai á là mình xuống đây bước nó qua. À, mình không biết mình xuống được không ta, mình thấy nó trơn quá. Có lẽ cái hồ trong đây á, nó sẽ có màu xanh ngọc bích, đẹp lắm. Nên là mình nghĩ là do nước mưa rồi nó cuốn trôi xuống. Nhưng mà giờ nó còn có cái màu màu vàng à. Đang ở trong hồ An Cơ. Hồ này là như là hồ thủy điện á. Không tạm nè, không nhớ nữa. Và ở đây thì đang ở trên cái núi bên kia trên kia á. Mình đi bộ xuống từ xuống tới đây luôn. Giờ ngồi đây bay và lại các anh chị chụp hình.
Ok, giờ mình sẽ về thôi mọi người ơi. Chết ao thôi. Ủa bao nhiêu vậy? 270. Ok rồi. Phòng mình ở một đêm 270k. Giờ mình sẽ về thôi. Và được đầu tiên là sẽ gàn đồ lên nha. Mong là về sẽ không gặp trời mưa. Cứ gặp trời mưa là chán luôn. Hôm nay mình sẽ ăn tại quán bò tơ giải chiến. Hello mọi người nha, hiện tại mình đang ở bò tơ giải chiến và mình đã kiếm cái lẩu 200.000. Giờ mình sẽ ăn và sau đó sẽ đi về lại Bình Dương nha. Ở đây thì lần nào lên đây thì mình cũng phải ghé lại ít nhất một lần. Ok, sao ăn no rồi, giờ mình sẽ đi về thôi. Khắp tầm mì Đà Lạt rồi. Sau khi đi chạy Đà Lạt xong rồi thì mình sẽ về Bình Dương nha mọi người. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở Bình Dương. Và chuyến đi này rất là thú vị luôn. Hãy cùng theo dõi nhé. Quá đẹp luôn à. Chào mọi người, bữa nay mình sẽ đi giờ tới Bảo Lộc rồi. Giờ mình sẽ đi theo chị Ngân lên núi để mình ngắm mây. Quá đã luôn, rồi xíu xuống đi ăn rồi mình sẽ về. Leo núi lên tiệm cà phê Bình Minh ơi. Ổn lắm, ổn, chứ không tốt. Mà nhớ mà không có bán cái điểm. Mà nhớ mà không có bán cái điểm. Nước nó đổ xuống liên tục mà nó đâu có bị động lại đâu. Thôi. Nè, chị Ngân. Trời ơi. Ôi ơi, chạy lên tới đỉnh núi Đại Bình ơi, giữa giữa lưng chừng. Rồi có liều chạy đồ ở lại này là ở lại là đúng phê luôn mọi người. Mọi người, sau khi check in ở quán cà phê Bình Minh ơi trên núi Đại Bình, giờ mình sẽ đi xuống nha. Trời ơi, xuống thôi. Ở đây người ta nướng thịt thơm quá, muốn ở lại ăn ghê.
đây mình thích nhất là cái hồ này nè mọi người. Giờ mà mình có thời gian mình cũng xuống đây mình tắm hơn. Tại biết sao không? Đây là nước mà nước ở trên núi á, nó chảy xuống là nước sạch luôn. Là nước sạch luôn nè. Ở đây cái ống nước này chảy xuống nè, là lúc nào cũng có nước, lúc nào cũng có nước xuống hết. Không bao giờ sợ hết nước luôn. Nước này là sáng là mọi người hay bơi hay tắm rồi. Rất là đã luôn. Vậy như cái này nó không có dơ luôn quý vị. Tại nó cứ chảy riết nè, nó cứ lọc riết nè. Ok, đi xuống mọi người, hồ view. Điện mà nó câu từ dưới lên tới đây cũng mệt luôn á. Nè, con bắt đầu ở đây bấm quay đi kìa. Ở bên đây. Đó. Ôi, ở đây nay mới mốt nó có chỗ chụp hình nữa nè. View đỉnh quá. Còn cái dốc này chứ. Dốc đứng luôn. Ok, đây là chuyện của mình nha mọi người. Bye bye. Hãy tới có tới phim Vita Bảo Lộc thì ghé vô nha. Đó gì? Rồi. Ôi, giờ tới hú yêu mộng mà còn yêu mưa nữa mưa. Thiệt là chán rồi. Bét ra mưa mới luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.